là mình đã tô xong bức tranh một chiếc mũ có gắn một bông hoa. Và đây là thành quả của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tô một chiếc mũ có gắn một bông hoa nhé. Đầu tiên mình sẽ tô chiếc đai này màu cam. Màu xanh nhạt, xanh lá cây vào thân mũ. Mịn màu đỏ.